ở thành phố ấy thiếu gì đồ sạch đâu. Không, mẹ không cần tiền, con không có tiền đâu. Tốt nhất ý, đừng có liên quan đến con, con không lấy, mẹ bỏ ra đi. Làm phiền cô chuyển qua giúp cháu ạ. Công việc tốt nhưng mà đạo đức không có thì cũng vứt đi thôi. Mùa hôm nay sẽ quan trọng sếp ạ. Mọi thứ em đã chuẩn bị sẵn trong này rồi. Sau một lúc nữa thì chúng ta sẽ đi ăn ạ. Kia là... không có gì đâu sếp ạ. Sếp đừng bận tâm. Em xin phép ra đấy một lát ạ. Quyên! Quyên ơi! Mẹ! Mẹ làm cái gì đấy? Mẹ đây đây làm gì? Mẹ nghe tin là sáng nay con đi công tác ở gần nhà, nên là mẹ cố tình dậy sớm ra vườn hái một ít rau sạch với lại trứng gà nhà mang ra cho con đấy. Năm nay gà nhà mình đẻ nhiều trứng lắm, mà rau cứ xanh mơn mởn ra ấy. Con mang về nhà dùng đi. Ôi, con không cần mấy cái thứ này đâu. Con thích con tự mua. Ở thành phố ấy thiếu gì đâu sạch đâu. Ở quê mới là nhiều đồ bẩn. Không, rau này của nhà mình trồng mà mẹ đã rửa sạch sẽ hết cả rồi mà. Con đã bảo là con không cần rồi, mẹ mang về đi. Lần sau ấy mẹ đừng có tự tiện lên đây như thế. Sếp con biết mẹ là mẹ con ấy, có xấu hổ lắm. Quyên à, con đi công tác gần một tháng nay rồi không về thăm bố mẹ. Mẹ nhớ con lắm, nên mẹ phải làm cách này để được nhìn thấy con đấy. Mà bố con đang ốm nặng lắm, hôm nay về đây rồi thì con tranh thủ về thăm bố con nhá. Thôi mẹ đừng có ăn vạ con nữa. Mẹ là muốn xin tiền con chứ gì? Không, mẹ không cần tiền. Con không có tiền đâu. Con đi làm ý, con chỉ đủ ăn thôi. Con về thăm bố đi con. Sao mẹ cứ nhì nhằng thế nhở? Mà bố mẹ ở quê như thế, con xấu hổ lắm. Tốt nhất ý là mẹ đừng có liên quan đến con nữa. Con mang ít rau sạch về ăn. Con mà không lấy, mẹ bỏ ra đi. Em đang làm cái gì vậy? Mà đây là ai vậy? Không có gì đâu cậu ạ. Người già hay ngã là chuyện bình thường ấy mà. Tôi là hàng xóm của cô Quyên. Mẹ cô ấy nhờ tôi mang một ít trứng gà đẻ với lại rau củ quả sạch ở nhà mang ra cho cô ấy. Nhưng mà cô ấy bảo là cô có nhiều rồi nên bảo tôi mang về đi. Đây là trứng và rau củ ở quê trồng của cô. Đúng rồi, trứng của gà đẻ với lại rau củ quả là tự tay tôi trồng đấy. Vậy thì tốt quá, trông cháu ở thành phố muốn mua cũng chả có đâu. Đồ ở quê vừa tươi mà lại không sợ phun thuốc. Nếu mà cô Quyên không lấy, hay là cô để cho cháu mua lại? Cậu cứ mang về dùng đi, không phải trả tiền cho tôi đâu. Cháu cảm ơn cô. Quyên này, em đi ra xe trước, chờ anh. À, đúng rồi. Đây là tiền thưởng tháng nay của cô Quyên. Cô ấy vẫn luôn muốn gửi về cho mẹ của mình mà chưa có cơ hội. Làm phiền cô chuyển qua giúp cháu ạ. Được rồi, thì tôi sẽ chuyển cho bà ấy. Cảm ơn cậu nhé. Vậy thôi, cháu xin phép đi trước cô nhé. Chào cậu. Sếp ạ. Sếp ơi, hôm nay sếp muốn ăn trưa ở đâu ạ? Em nghĩ là chúng ta nên ăn nhà hàng gần công ty thôi, bởi vì 1 giờ có một cuộc họp rất là quan trọng với đối tác ạ. Tôi nghĩ rằng cô cứ đứng yên ở đây đi. Và kể từ hôm nay trở đi, cô bị cắt chức thư ký. Sao lại thế ạ? Chẳng phải em đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình sao sếp? Công việc tốt nhưng mà đạo đức không có ấy, thì cũng vứt đi thôi. Cô đừng nghĩ rằng làm nhà nông là mất mặt. Bản thân tôi cũng xuất phát từ nhà nông ra đấy. Bây giờ ấy, cô tự bắt xe về và xin lỗi bố mẹ của mình đi. Sếp...